các lệnh trừng phạt và biện pháp hạn chế phương Tây áp lên Moscow vì mở chiến dịch quân sự ở Ukraine đã thúc đẩy sự gia tăng số lượng người giàu Nga tới đảo Phuket, Thái Lan. Theo Bloomberg, Phuket từ nhiều năm qua đã trở thành điểm đến thu hút những người giàu Nga. Tuy nhiên, sau khi chiến sự ở Ukraine bùng phát, số lượng công dân Nga chuyển tới hòn đảo này đang tăng với tốc độ nhanh chóng. Số lượng biệt thự được bán trên đảo Phuket vào năm 2022 đã tăng 82% lên 338 căn, khoảng một nửa trong số đó do người Nga mua, theo công ty bất động sản Knightfrank Thái Lan. Các doanh nghiệp từ nhà hàng đến phòng tắm hơi, cơ sở giải trí đã mọc lên để thu hút nhóm khách hàng mới. Khoảng 791.574 công dân Nga đã đến Thái Lan từ tháng 1 đến tháng 6, tăng hơn 1.000% so với cùng kỳ năm 2022, theo Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan. Theo Hiệp hội Du lịch Phuket, hơn một nửa số đó bay thẳng đến sân bay Phuket, và đây là nguồn khách du lịch số 1 đến hòn đảo này vào năm 2023. Trong một dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của hòn đảo này đối với việc mở rộng phạm vi ngoại giao của Nga ở Đông Nam Á, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã chính thức mở lãnh sự quán tại Phuket vào tháng 7 và gặp gỡ người đồng cấp Thái Lan trong chuyến thăm của ông. Trước chiến sự ở Ukraine, các quốc gia ở châu Âu và Trung Đông được người Nga khá ưa chuộng. Mặc dù vậy, Thái Lan với bãi biển, cuộc sống về đêm và sự cởi mở cũng được xem là một điểm đến ưa thích của người Nga. Tuy nhiên, sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát, EU tung hàng loạt biện pháp trừng phạt lên Moscow, khiến người Nga gặp khó khăn hơn trong việc di chuyển tới liên minh. Nhiều chuyến bay thẳng tới các thành phố ở châu Âu bị loại bỏ. Để đối phó với tình hình mới, nhiều người Nga đã chọn các quốc gia có thị thực nhập cảnh dễ dàng như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và Thái Lan là điểm đến thay thế. Theo bà Prakaypet Michosan, trưởng bộ phận kinh doanh bất động sản Phuket tại chi nhánh Thái Lan của tập đoàn CBRE, Thái Lan đã giới thiệu một số chương trình thị thực mới trong năm qua, cho phép những người có tài sản hoặc có kỹ năng đặc biệt ở lại lâu hơn, ví dụ ngành công nghệ thông tin, truyền thông xã hội và tiền điện tử. Theo bà Elena Mariniseva, phó chủ tịch của công ty bất động sản Sotheby's International Realty chi nhánh Nga, nhóm khách hàng điển hình mua nhà ở Thái Lan thường là doanh nhân ở độ tuổi giữa 30 ở phía đông Nga như Vladivostok. Tuy nhiên, các nhà đầu tư từ Moscow và Saint Petersburg thấy thị trường Thái Lan ngày càng hấp dẫn hơn, bà nói. Người Thái, đặc biệt là những người ở các đảo phía Nam, đang thích nghi với nhu cầu và thói quen của du khách Nga. Sân bay quốc tế Phuket đưa ra thông báo bằng tiếng Nga. Nhiều tên cửa hàng và bảng hiệu đường phố được viết bằng chữ Kirin của Nga. Những người bán hàng rong bán cả món ăn truyền thống của Nga như Bors và Blini bên cạnh các món địa phương như Pad Thái và súp tom yum. Giới siêu giàu Nga cũng đang gia tăng sự quan tâm tới Thái Lan. Du thuyền Flowbridge được cho là của ông trùm bất động sản người Nga Alexander Vetakov đã xuất hiện ở Phuket vào Giáng sinh năm ngoái, theo Bloomberg. Tỷ phú vật liệu xây dựng Igor Rybakov đã tổ chức các lớp huấn luyện kinh doanh cho một nhóm 20 người trên đảo vào tháng 1. Sự xuất hiện của người Nga đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế và cung cấp việc làm cho người dân ở Phuket và Krabi, nơi phụ thuộc vào hoạt động du lịch và đầu tư. Điều này cũng một phần giúp cho Thái Lan trong nỗ lực hồi phục kinh tế hậu COVID-19. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.